cũng có rất nhiều dạng bệnh lý khác nhau. Thì chẳng hạn như có thể là rung do bệnh tật di căn, thì rung đặc điểm của nó là rung ở ngọn chi và biên độ lớn. Trong khi đó rung mà do hội chứng cường giáp á, thường rung cũng ở ngọn chi nhưng có thể là biên độ nhỏ hơn. Và ngoài ra thì khi mà đã có những cái biểu hiện rung như vậy ra thì nếu mà rung trong bệnh lý bệnh di căn á thì bệnh nhân cũng sẽ thăm khám. Cái gì rung trong bệnh tật di căn có thể là do thoái hóa di căn, tuy nhiên cũng có thể do một số bệnh lý khác. Chẳng hạn như người bệnh có cao huyết áp hay là đái tháo đường mà kiểm soát không tốt bệnh lý của mình á, thì có thể gây ra những cái biểu hiện tổn thương trên não, và những cái biểu hiện này, những cái tổn thương này theo một số vùng đặc biệt trên não thì sẽ gây ra một cái tình trạng rung mà chúng ta gọi là bệnh tật di căn. Xin được cảm ơn thầy sĩ bác sĩ Phạm Hoàng Xuân với những thông tin trên. Và bây giờ thì chúng tôi đã nhận được cuộc điện thoại của vị khán giả tiếp theo. Dạ, xin được mời nào. Hello. Xin được chào bạn ạ. Chị có nghe rõ em không ạ? Vâng, chúng tôi nghe rõ ạ. Bạn tên gì và ở đâu không? Dạ, anh tên ở Lự, ở Lự Đắc ạ. Vâng, chúng tôi có gì được không ạ? Dạ, em có tay như vậy nó luôn. Mà người em nó mệt lắm. Có lần anh em bị dạ, nó cũng rất khủng quá chị. Dạ, người dân giờ bây giờ nó sợ, nó phải ăn sáng, thì bác sĩ là bệnh này không uống thuốc, mà bệnh nhân hồi dạ, rồi, dạ, 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 dạ